Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của SML Audio. Tôi là Phúc Long, kỹ thuật viên đến từ SML Audio. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau review về một bộ micro không dây thế hệ mới thuộc thương hiệu Midsound được công ty Hà Phát nhập khẩu. Sản phẩm chúng tôi muốn nhắc đến đó là mã mic Midsound M550i, sử dụng tốt cho karaoke gia đình, kinh doanh, hội trường sân khấu, v.v. Với những tính năng và ưu điểm như chất âm trong sáng chi tiết, hỗ trợ tính năng quét sóng với 200 kênh không trùng sóng, đồng bộ hồng ngoại hiện đại, công nghệ truyền âm thanh UHF, bắt sóng xa, lựa tần số sóng sạch, tránh rớt sóng. Trước khi đến với phần chính của video này thì quý vị và các bạn hãy dành ra vài giây để bấm nút like cho video. Và quý vị nào chưa đăng ký kênh của SM Audio thì vui lòng bấm đăng ký ở phía dưới và nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Và không để quý vị và các bạn chờ thêm lâu nữa, sau đây chúng ta sẽ đến với phần chính của video lần này. Và chúng ta sẽ đến với phần đánh giá thiết kế. Và mục đầu tiên chúng ta sẽ review về mặt trước của sản phẩm. Mic Midsound M550i quả thực xứng danh là một sản phẩm của thời đại mới, khi khoác lên mình một vẻ lịch lãm sang trọng với hai màu đen trắng chủ đạo. Bên trái là thương hiệu Midsound và model M550i, bên phải là nút power tắt mở nguồn. Tương xứng ở hai bên là hai màn hình hiển thị với cột sóng và tần số của mỗi bên tai mic. Điểm chính giữa nó là nút IR bằng hồng ngoại giúp dò tần số sóng. Hàng dưới cùng với những nút chức năng volume tăng giảm âm lượng, nút scan để dò sóng sạch, nút set để chuyển mục, có nút IR là dò sóng. Đánh giá mặt sau của sản phẩm. Với cấu trúc mặt sau theo tiêu chuẩn thì mic Midsound vẫn giống như các dòng micro cao cấp có trên thị trường, với những thông số và mã Suri được thiết kế phía sau hậu, còn các ngõ kết nối thì nằm ở chính giữa trung tâm. Hai dầu mic bắt sóng giúp bắt sóng xa và hỗ trợ làm sự kiện với không gian dưới 80m². Đánh giá tay micro. Tay micro Midsound M550i làm bằng hợp kim cao cấp với kiểu dáng thon gọn, tinh tế. Chụp mic làm bằng thép chống rỉ và phủ nano chống xước, chống nước, chống bám vân tay, cho phép nó luôn được trong tình trạng mới nhất mặc dù đã sử dụng trong thời gian lâu dài. Tất cả điều đó đã tạo lên một bộ micro không dây với độ bền vững chắc hơn khi có những va đập mạnh. Tay micro Midsound M550i với thiết kế làm tăng tính độc đáo cho micro, tiết kiệm năng lượng pin, tăng tuổi thọ pin không làm ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của micro. Củ của mic Midsound M550i được thiết kế với công nghệ hiện đại, chuyên dùng cho karaoke nên có độ nhạy rất cao, dễ bắt tiếng hơn, dễ hát và cũng không gây vỡ tiếng khi hát to. Búp sóng của M550i khá rộng, cho phép góc tiếp âm rộng hơn, truyền đi âm thanh lan tỏa, đặc biệt là thu giọng hát một cách dễ dàng, phù hợp với giọng điệu từng bài hát, từ trữ tình đến sôi động. Đầu thu micro có màn hình LCD hiển thị tín hiệu tần số, hoạt động của micro, ánh sáng mạnh mẽ, kể cả buổi tối, bạn có thể dễ dàng đọc được những thông tin cần thiết khi sử dụng. Đánh giá tính năng micro. Với tính năng quét tần số tự động UHF, micro không dây Midsound M550i hoàn toàn không bị nhiễu, độ ổn định cao. Việc quét tần số giữa micro và đầu thu khá dễ dàng khi sử dụng mắt hồng ngoại để quét tần số chính xác và nhanh chóng. Với 200 kênh thì hiện tượng trùng tần số sẽ không xảy ra khi sử dụng. Tính năng tự động dò sóng sạch. Micro không dây Midsound M550i đáp ứng được 100 tần số cho 2 kênh, khoảng cách giữa các kênh là 250kHz. Tính năng dò tự động sóng sạch tránh được trường hợp trùng sóng nhiễu sóng với giải tần số lên đến 750mHz. Chúng ta sẽ đến với phần test dò sóng sạch bằng nút scan trên mặt sản phẩm. Nó có ký hiệu là nút up xuống, thưa quý vị. Chúng ta sẽ bấm một lần duy nhất để cho nó tự dò tần số. Quý vị có thể nhận thấy khi mà scan dò tần số sạch thì quý vị có thể nhận thấy trên mã sản phẩm ấy, thì nó sẽ có tần số sóng đó là 662. Thì quý vị có thể nhận thấy là khi chúng ta đã dò tần số sóng xong, tần số sóng sạch xong ấy, thì trên tai mic và trên đầu thu phát thì nó sẽ không cùng tần số sóng, thì chúng ta tiếp tục một thao tác nữa, đó là chúng ta sẽ dò sóng. Một cách làm rất là đơn giản thôi, quý vị có thể bấm vào nút IR ở đây. IR trên mặt sản phẩm nó tương ứng với nút up ở trên đại đa số những dòng micro có trên thị trường. Chúng ta sẽ bấm một lần duy nhất để hiện lên chỉ số IR và chúng ta sẽ quay cái mặt của cái tai mic, cái mắt thần vào tai mic. Đó, khi đó chúng ta sẽ cảm thấy có cái dấu hiệu cái mic ở trên mặt quắc của sản phẩm nó phát
sáng phát sóng ra hai đầu, và chúng ta có thể nhận thấy là mặt của sản phẩm, hai cái đèn led nó tương thích với trùng tần số sóng với nhau rồi, và chúng ta đã hoàn thiện cái thao tác để dò tần số sóng đối với dòng mic Midsound M550. Tính năng cắt rú rít tự động, cảm biến tự ngắt, tiết kiệm pin. Micro không dây Midsound M550i chinh phục hoàn toàn tất cả những ai đam mê ca hát với cơ chế ngắt bật thông minh, giúp micro tiết kiệm pin cũng như ngăn chặn tiếng ồn không đáng có. Vì thế khi sử dụng chiếc micro này, chỉ cần rời khỏi tay 3 giây, mic sẽ tự ngắt, sau 5 phút không cầm thì sẽ chuyển chế độ ngủ và sau 15 phút là chế độ tắt. Micro Midsound 550i được tích hợp hệ thống cắt rú rít tự động và 5 mức đặt tần số cắt rú rít bằng tay, do đó tương thích với bất kỳ loại loa nào, âm ly nào đều không bị rú rít. Độ bát âm cực nhạy, khả năng thu phát sóng mạnh mẽ và ổn định lên đến 80m và không bị hụt tiếng hay bị nhiễu. Và chúng ta tiếp tục đến với phần test chế độ tự ngắt. Lên 1, 2. Tính năng cảm biến gia tốc. Micro được trang bị tính năng cảm biến gia tốc thông minh. Tính năng đặc biệt này chỉ có trong những dòng micro không dây cao cấp. Nó có thể giúp ngăn chặn những âm thanh không đáng có xảy ra khi bị rơi mic. M550i là sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc và sản xuất trên dây chuyền đồng bộ, công nghệ hiện đại và khép kín nên có tính ổn định và truyền tải âm thanh chất lượng tốt. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần test cảm biến gia tốc của dòng mic Midsound M550i. Và trước hết chúng ta sẽ bật mở nguồn của chiếc micro lên. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 1, 2, 3, 4. Một, hai, năm, sáu. 1, 2, 5, 6. 1, 2. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần test chất âm của bộ micro không dây này với một số các thể loại nhạc khác nhau. Trong bóng đêm tối về ôm cuộc tình lẻ loi, biết em về đâu mùa hạ, hỡi em về đâu mùa đông. Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi buồn phiền. Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi đau. Ôm giá băng buồn trùng đi tìm cuộc tình xưa. Lá thu về đâu sao xa, hỡi em về đâu mùa đông. Dòng sông xưa trôi mãi với anh chỉ còn nỗi đợi chờ. Gọi em trong thương nhớ, em ơi có về nơi đây. Tìm đâu thấy bước chân em về nơi này. Dòng sông cũ vẫn cho cô đơn anh ngồi nơi đây. Và em đã bước đi không còn quay về. Mình anh vẫn giá băng bao năm đi về nơi xa. Và vừa rồi Phúc Long và quý vị đã trải qua những video phân tích chi tiết chiếc micro Midsound M550i. Với cảm quan là một người làm nghề lâu năm trong lĩnh vực âm thanh thì cá nhân em nhận thấy mic Midsound M550i là dòng mic không dây ầm tiếng, thiên nhiều về giải trung và giải lời, phù hợp cho KTV, phòng hát chuyên nghiệp và karaoke gia đình. Sản phẩm sẽ trở nên hoàn hảo khi ghép nối với những dòng loa bass 25 hoặc 30.
Hãy để lại ý kiến của mình về dòng sản phẩm Mic Midsound M550i tại phần bình luận phía dưới video. Cảm ơn quý vị đã xem hết video của Asmero. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.